Trời, 2K1 đi kiếm chồng sớm nha. Qua đi kiếm bồ. Trời đất ơi, 2K1 lớn hơn gái tôi có mấy tuổi à? Người khá là phóng khoáng, có những cái sở thích lành mạnh. Khoáng không? Dạ có. Sống phóng khoáng thiệt không? Dạ thiệt. Mượn đồng hồ coi. Mượn đồng hồ coi. Được không? Thấy chưa, nó giật mình liền, thấy chưa? Phóng khoáng vừa nói mượn đồng hồ coi, giật mình nó hết phóng khoáng liền. Yêu nhiều không? Con chưa có người yêu, chưa có người yêu. Con chỉ có một mối tình thời học sinh thôi, nhưng mà lúc đấy thì cũng tập trung cho việc học. Mối tình nó chưa phải là người yêu hả? Dạ, hai người có thích nhau. Con thích mẫu người như chú Quyền Linh ạ. Thích mẫu người như chú Quyền Linh ạ. Muốn là lên đây để chọn cho cháu một cái chàng rể có tâm có đức phù hợp với cháu. Tôi cũng lo lắng bởi vì ở tận Đắk Lắk ấy, cháu thì tận trên này thì cũng xa xôi, cho nên là cũng mong muốn là cháu có một cái người yêu, người thân để mà che chở cho nhau trong cái lúc mà ở xa mẹ. Bạn gái bên này dễ thương, tính tình thì cũng hiền lành. Bây giờ nói chung là tụi con cứ nho nhau cơ hội đi. Nếu mà trong cái quá trình mình tìm hiểu có gì sai sót thì mình tự đắp lại nhau là được thôi. Còn mẹ thì lúc nào cũng được hết. Gia đình luôn ủng hộ hai con. Dạ, con cũng xin phép mẹ là con xin tìm hiểu anh ạ. Mẹ là ở quận 10 luôn đúng không mẹ? Có gì thì con qua chơi với mẹ. Royal, đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em xin chào chị Ngọc Lan, xin chào em. Quý vị khán giả đang ngồi dưới trường quay. Chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ, con tên là Huỳnh Quang Nhật, con sinh năm 99, quê ở Ninh Thuận, con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhật làm gì Nhật? Dạ, con kinh doanh tự do. Hồi đó con học gì ra? Con là bằng kỹ sư thiết kế công trình giao thông ạ. Kỹ sư thiết kế công trình giao thông, quá dữ. Nhưng giờ cụ thể mình làm gì? Dạ con kinh doanh về đồng hồ ạ. Trời ơi, sao nó trái nghề sao vậy? Sao liên quan gì vậy? Dạ tại vì đó là sở thích của con á, thành kinh doanh luôn. Nói chung là nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Dạ. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh cùng bạn nam bên kia. Chào toàn thể khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Thị Thu Thương, em sinh năm 2001 ạ. Và em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm nhân viên xuất nhập khẩu và làm giáo viên tiếng Anh ạ. Trời, 2K1 đi kiếm chồng sớm nha. Qua đi kiếm bồ. Trời đất ơi, 2K1 lớn hơn gái tôi cũng mấy tuổi à. Cô giáo dạy tiếng Anh luôn á hả? Dễ thương. Bên đây hơi cứng chút xíu nhưng mà nó cũng còn non chẹt luôn. Ưu điểm của con là gì? Dạ, ưu điểm của con thì con một người khá là phóng khoáng, có những cái sở thích lành mạnh như là thời gian rảnh con hay đọc sách, nhiếp ảnh, với lại con là cũng là một người khá là tích cực. Phóng khoáng không? Dạ có. Sống phóng khoáng thiệt không? Dạ thiệt. Mượn đồng hồ coi. Mượn đồng hồ coi. Được không? Thấy chưa, nó giật mình liền, thấy chưa? Phóng khoáng vừa nói mượn đồng hồ coi, nó giật mình nó hết phóng khoáng liền. Dạ. Nói chơi thôi, khuyết điểm là gì nè? Dạ, khuyết điểm của con thì đôi khi con hơi nóng tính xíu. Nhưng mà hiện tại thì con khắc phục được cũng nhiều. Nóng tính bao giờ đập đồng hồ không? Ho. Đâu. Nóng tính thì con thường... Làm gì? Dạ, con không làm gì hết. Trời ơi, vậy nóng tính làm gì con? Dạ, ví dụ mà trong cãi nhau quá thì thường con sẽ im lặng rồi con không có... Con không có nói chuyện nữa. Dạ. Không giải thích luôn, con không có thích cãi lộn. Vậy là nóng dữ chưa? Rồi, sao nè? Sao nè, điểm mạnh, điểm yếu của con là gì? Nói cho ông Mai cũng nghe nè. Dạ, điểm mạnh của con là con là một người vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Thời gian rảnh thì con với mẹ con hay làm bánh á, như là bánh chưng và bánh lọc ạ. Cứ rảnh là làm bánh vậy đó hả? Dạ, bánh có bán không con? Mẹ... Có bán dạ, không? Không? Dạ không ạ, làm cho gia đình họ hàng, bạn bè ăn ạ. Chắc gia đình chắc ai cũng mập hết á. Con đang ở đâu vậy? Dạ, nhà con thì ở Đắk Lắk nhưng mà hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Ở quận mấy? Dạ con đang ở quận Bình Thạnh ạ. Ở Bình Thạnh. Chú Quân... Dì Lan ghé ăn bánh nha. Ừ đó. Hỏi là có gì đó đó. Nhiều đó thôi. Trời ơi, có hai đứa nhuộm tóc giống nhau. Tóc mấy nhỏ này giờ lúc nào giống như nắng quá cháy tóc rồi. Áo nổi quá ha. Điểm yếu của con là gì? Điểm yếu của con là đôi khi thì con hơi rụt rè trong giao tiếp ạ. Các cuộc vui của bạn bè thì con cũng đôi khi hơi ngại và hơi run nên là chưa được thoải mái thể hiện bản thân mình. Người yêu nhiều không? Con chưa có người yêu, chưa có người yêu. Con chỉ có một mối tình thời học sinh thôi, nhưng mà lúc đấy thì cũng tập trung cho việc học. Mối tình đó chưa phải là người yêu hả? Dạ, hai người có thích nhau thôi. Mới thích thôi hả? Thích thì nhích. Tại sao mình thích mà mình nhích? Dạ, thời đấy thì cũng tập trung cho việc học để con cố gắng để thi đại học ở trên này. Tức là lên đại học là hai đứa chia tay luôn? Nó có quen đâu mà chia tay, mới thích thôi. Wow, coi bên đây con làm sao nè. Chào nhà trai. Dạ. Nhiều người yêu không? Em thì có ba mối tình. Mối tình thứ nhất thì một năm, mối tình thứ hai 3 năm, mối tình thứ ba 4 năm rưỡi. Trời ơi. Rồi sao chia tay? Chắc do chưa đủ chín chắn đó chị. Không có nhường nhịn nhau á. Mối tình 4 năm cũng không nhường luôn. Mối tình 4 năm thì do em mỗi lần mà cãi nhau em không có giải quyết vấn đề cho xong mà em im lặng á. Rồi đâm ra chán á chị. Tự nhiên im lặng là chán hả?
Dạ đúng rồi chú. Phụ nữ cũng lạ nha, cãi nhau cái đàn ông cãi là cái nó hổ, cãi ào ào mà người ta im lặng thì nó là chán. Dạ. Không biết làm sao vừa lòng phụ nữ đấy ta. Khó lắm, để chiều lòng chúng tôi khó lắm. Khó đúng không? Ừ. Bên đây có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn nhỏ bên quá. Bên kia là chưa biết gì chưa hết. Chưa biết gì hết nè. Giờ có bao giờ con tưởng tượng trong đầu mình á, người yêu lý tưởng, người chồng tương lai của mình là một mẫu hình như thế nào? Con thích mẫu người như chú Quyền Linh ạ. Thích mẫu người như chú Quyền Linh ạ. Là người đàn ông của gia đình, rất là tận tâm cho công việc ạ. Chụp tôi tấm hình coi. Người đàn ông gia đình. Cảm ơn con, chú mà con trai. Và chú qua xin gia đình con gả con cho con trai của chú. Tấm chiếu mới nó trùng dễ thương, nó giống như tờ giấy trắng trong veo luôn vậy. Bên đó. Kia người ta chưa biết gì hết trơn, bên này có áp lực không? Dạ chắc không sao ạ, con lo được. Lo được rồi. Dạ. Lo được rồi, ngon. Chú Quyền Linh là một người luôn luôn quan tâm tới người dạ, khác. Dạ con. Và đặc biệt là gia đình. Em có làm được điều đó không? Con cũng là một người khá là quan tâm đến mọi người xung quanh. Đó, cô gái kia chỉ cần như vậy thôi. Mình mong muốn có người yêu như thế nào nè? Dạ mong muốn con thì con muốn một người biết lo việc nhà. Cũng không có cần thiết phải gọi là lúc nào cũng phải lo việc nhà, nhưng biết nấu ăn thì càng tốt. Dạ. Còn lại thì khuyết điểm thì con khắc phục được sâu. Dạ. Ôi ơi. Mình không cần phải yêu cầu phụ nữ phải nấu cơm, lo việc nhà. Dạ. Mình phải là người đầu tiên làm việc đó. Xong vợ mình thấy mình làm hoài tội nghiệp, nhào vô làm thôi. Dạ. Thấy làm hoài cũng lấy làm hoài cũng ngại. Không lẽ phụ nữ mà để đàn ông làm hoài, tao mắc cỡ. Dạ. Vợ bộ mình làm ào 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 cái thấy mắc cỡ làm luôn. Hôm nay gái đi với ai? Dạ hôm nay thì con có đi với mẹ và em trai của con. Có mẹ em trai có hả? Có mẹ luôn. Ồ, trời ơi, trai đẹp trai quá. Chào nha gái. Con chào cô. Chào chị. Dạ xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi lên đây có hai cái sự kiện. Sự kiện thứ nhất đi nhận bằng cử nhân cho cháu. Đợt vừa rồi mới nhận bằng cử nhân nhưng mà khi chưa tốt nghiệp xong là đã nhận việc để đi làm rồi. Đầu tiên cho chào hoa tay chúc mừng cử nhân. Con nha. À. Với mong muốn của tôi với gia đình thì hôm nay là muốn là lên đây để chọn cho cháu một cái chàng rể có tâm có đức phù hợp với cháu. Tôi cũng lo lắng bởi vì ở tận Đắk Lắk ấy, cháu thì tận trên này thì cũng xa xôi, cho nên là cũng mong muốn là cháu có một cái người yêu, người thân để mà che chở cho nhau trong cái lúc mà ở xa mẹ. Bởi vì từ Tết đến giờ cháu cũng chưa được về gia đình. Cháu thì cũng còn ít tuổi, còn non nớt quá. Mong sao là hôm nay thì hai con là cho nhau cơ hội để mà tiếp tục tìm hiểu. Cháu trai cũng rất là hiền. Sau này thì các con cũng tiếp tục tìm hiểu. Chào chào bác với. Nãy chào rồi. Dạ chào bé. Rồi đó. Thôi, nhà trai đi. Dạ con đi với hai mẹ với lại em gái con. Hai mẹ luôn hả? Hai mẹ luôn. Nhà con thì dì con cũng là mẹ luôn. Đúng rồi. Dì cũng như mẹ luôn. Đây là mẹ của dạ, đây là Nhật. Dì. Con mình là dì. Dạ. Mình xin chào Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Dạ chị. Mình xin chào chị bà Quán Nhật, ở nhà rất là ngoan, rất là hoạt bát, nhưng mà có thể là lên đây thì nhiều khi nó hơi khớp thì rung đúng không? Thì nói chuyện nó hơi ấy xíu, nhưng mà cháu rất là được và hiền. Bạn gái bên này dễ thương, tính tình thì cũng hiền lành. Bây giờ nói chung là tụi con cứ nho nhau cơ hội đi. Nếu mà trong cái quá trình mình tìm hiểu có gì sai sót thì mình tự đắp lại nhau là được thôi. Còn mẹ thì lúc nào cũng được hết. Không, mẹ ruột nha. Mẹ ruột thấy sao? Thấy hai cháu thì cũng được. Quen Nhật rất là quan tâm với mọi người xung quanh. Đúng như cái ý kiến, cái mong muốn của người bạn gái bên này. Tụi con trên đây á, là thời gian thì nó rất là ít. Cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Mình tìm hiểu nhau được thì mình tiến tới. Gia đình luôn ủng hộ hai con. Rồi, hay dạ, quá. Cảm ơn ạ. Gia đình luôn ủng hộ hai con nha. Mở rào. À, anh tặng em bó hoa. Dạ. Đó, em có thể xem thử món quà anh tặng em có hiểu được cái gì. Lịch nhắc nhở thời gian thăm trái đất có hạn ạ. Thì cái lịch này trong đây thì nó có rất là nhiều ô nhỏ. Thì mỗi ô là một tuần, một hàng là một năm. Dạ. Mỗi tuần trôi qua theo số tủ của em á, thì em sẽ tô vào những cái ô trong đây. Dạ. Thì khi mà em gói gọn thời gian của em trong cái lịch này á, thì em sẽ cảm thấy thời gian không còn quá nhiều. Khi mà mình biết như vậy thì cái cuộc sống của mình mỗi ngày mình phải sống làm sao cho nó ý nghĩa nhất. Dạ. Ngày hôm nay thì em cũng có chuẩn bị một món quà từ đặc sản Đắk Lắk quê em ạ. Anh mở món quà ra giúp em được không? Mật ong của cao nguyên Đắk Lắk ạ. Mật ong rất là tốt cho sức khỏe, thì buổi sáng anh có thể uống tốt cho dạ dày của anh. Hồi nhỏ anh là thuộc dạng sinh dưỡng.
Nhà anh thì cho anh uống mọng nhiều á, cho nên bây giờ anh mới mập được như bây giờ. Dạ vâng, em cũng có một món quà muốn gửi cho chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan nữa. Chú có nữa con hả? Dạ vâng. Trời ơi, đã quá. Dạ, mật ong rừng cà phê Đắk Lắk. Cảm ơn con, cảm ơn gia đình nha. Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau và chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Trước tiên thì em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng đẹp trai. Anh là một tiếp người của gia đình, tốt quan tâm người khác thì em cũng rất là thích cái điều đấy á. Tối qua em ngủ ngon không? Dạ, tối qua em ngủ ngon. Tối qua anh thì hơi khó ngủ xíu, trời cũng hồi hộp á. Không biết hôm nay mình sẽ gặp ai đúng không? Dạ đúng rồi. Tới hồi mở rào ra mình thấy cô gái này thấy làm sao nè? Dạ xinh. Có giống như mình tưởng tượng không? Dạ có. Cảm ơn anh. Tối hôm qua ngủ không được, không biết nay gặp cô nào. Mới mở rào ra thấy khỏe re muốn ngủ liền. Thời gian rảnh của em thì thường em rảnh vào khi nào? Bình thường thì em đi làm vào ban ngày à. Thì em thường có thời gian vào buổi tối á, à. Buổi chiều tối. Em sẽ rảnh mấy ngày trong tuần? Hiện tại thì em có đi học và đi làm. Cuối tuần thì em cũng đi dạy. Khoảng buổi tối thì em cũng sắp xếp được khoảng 3-4 buổi. Thì cũng có khá là nhiều thời gian. Anh thì anh chủ động được thời gian của anh. Anh luôn bận nhưng mà anh cũng có thể luôn rảnh được. Cho nên em chỉ cần rảnh khi nào thì em nói anh thì anh có thể đưa em đi chơi mỗi lúc mọi nơi luôn. Bây giờ hai bên nói cho nhau nghe quan niệm về gia đình như thế nào. Trong gia đình thì chỉ cần sự tôn trọng với lại nhường nhịn là đủ. Còn lại thì những cái xét thì mình có thể khắc phục được. Nhưng mà hai cái đó là hai cái cần thiết nhất. Nếu thiếu tôn trọng hay là không thể nhường nhịn thì nó cũng sẽ không có lâu bền được. Anh có phụ là việc nhà hoặc là chăm con? Dạ em cũng sẽ cùng anh làm việc nhà. Quan điểm của em trong tình yêu thì em mong muốn là tìm được một người quan tâm cho gia đình. Dù có bận công việc thì cũng cố gắng sắp xếp được thời gian quan tâm đến gia đình, cùng chia sẻ trong cuộc sống. Em có yêu động vật không ta? Em cũng yêu động vật, em yêu trẻ con nữa. À, bây giờ Nhật đứng lên nắm tay Thương cái coi nào. Vươn tay chứ. À, dễ thương quá. Mình tìm hiểu khoảng bao lâu rồi mình về chung một nhà thì dự định của Nhật là ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, tiền bạc ai giữ? Độ tuổi của em thì anh không biết là em có thể khi nào em có thể lấy chồng được. Em thì em không quan trọng tuổi tác, chừng nào mà cảm thấy hiểu nhau này, tin tưởng nhau thì có thể tìm được. À, thực ra anh thì anh không có giỏi về tiết kiệm tiền, cho nên nếu như mà em có giỏi tiết kiệm hay tính toán không ta? Em cũng có thể làm. À ok, vậy thì anh sẽ giao cái trách nhiệm với chị em. Là đưa hết đúng không? Dạ. À, quan trọng có lấy lại không? Dạ thì con thì kinh doanh cho nên con tiền khi mà con cần một số tiền để làm việc gì đó thì con nghĩ chắc con sẽ cần hỏi xin lại. Xin lại. Bây giờ Nhật hát cho Thương nghe đi. Anh thì anh ấy không hay nhưng mà em nghe tạm được một đoạn. Dẫu chi là giấc mơ anh xin mơ hoài, cuối con đường nắng lên chờ em đến. Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sẵn lối anh đi về, ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau. Rồi nói chuyện với Thương, dạ. Nhật thấy thế nào, nói hết cái gì mà suy nghĩ về Thương cho. Anh thì anh khá thích em, cũng giống gu của anh. Anh cảm nhận thì anh thấy em cũng khá là chân thành với ấm áp. Dạ, em thấy anh cũng rất là dễ thương, cũng là một người chân thành. Em cũng mong muốn tìm một người chân thành như thế. Tôi thấy Thương là một cô bé rất là dễ thương thật sự luôn. Dịu dàng, ngoại giao cũng tốt ha. Con là một đàn ông cũng bản lĩnh trưởng thành rồi đó. Hai đứa mà cố gắng mà tìm hiểu với nhau được đó. Sớm sớm để cho ba mẹ hai bên gặp mặt đi ha. Dạ. Rồi. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Bây giờ các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim của mình nó đang như thế nào. Nếu như mình xác định được đó chính là người mà mình đang đi tìm thì chúng ta bấm ngay vào nút bấm đó. Còn nếu không thì chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Chị Ngọc Lan sẽ đếm đến 3 thì các bạn sẽ tiến hành ha. 1 2 3 Nắm tay nhau đi nào. Chúc mừng hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau. Bây giờ trước hai mẹ nè, xin phép hai mẹ cho tụi con tìm hiểu nhau, quen nhau. Con xin phép mẹ với em trai cho con tìm hiểu với em. Ở trong này thì con có thể lo được. Dạ. À, Thương muốn nói gì với... Còn mẹ với gì? Dạ, con cũng xin phép mẹ là con xin tìm hiểu anh ạ. Mẹ là ở quận 10 luôn đúng không mẹ? Có gì thì con qua chơi với mẹ ạ. Thôi. Bây giờ một nụ hôn đặt vào má. Con xin phép mẹ, con xin phép em. Dạ, sẽ hôn một cái. Trời ơi.
Chị Lan dặn nè, đã chọn nhau rồi thì phải bảo vệ nhau, bảo ban nhau để mà cùng nhau đi tiếp. Cặp này là chú tin tưởng lắm á. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn chú, cảm ơn chị. Hai năm à. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai không dạ. Sao, nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ được dạ. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng một chút thì em hòa. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya à. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá dạ, là lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ hả? Ừ. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Thức làm gì? Phim hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi dạ. tặng chị. Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về dạ, mình. Dạ, em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng đó chị. Chủ yếu là về sau này nấu cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa có tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình. Mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ, em coi một ngày em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký à. Dạ, ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ, em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc vậy, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. À vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy, chị nói là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Ừ. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu mối tình đó, kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Ừ. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé. Cô bé. Ừ. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới, xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa, xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi bây giờ cho cơ hội để quen thử một tuần, nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội một tuần mà mới có 5 ngày chia tay. À ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm. Buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm. Ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à.
nhưng mà em không có thù dai. Giận dai không sao, nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng được. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em hòa. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ hả? Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Thức khuya làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. Mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người ta phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. Cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên lên lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có không, có tóc đàng hoàng. Dài một thời gian sau có thể có. Không đến nổi. Hơi mập, hơi mập. Hơi mập, hơi mập. Dạ. Hơi hơi mập thôi còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu, cao nhiêu? Dạ, 1m8. Đứng vậy, đứng lên, đứng lên. Đúng rồi. Tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em. Giàu lòng vị tha, với lại thương người. Em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng. Chỉ cần người đó tốt, với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. Ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Bên đây được hết trơn mà giờ ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Dạ chắc là không á. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Người bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ không? Dạ em có cô giáo của em. Cô giáo? Cô giáo mà tặng quà cho chị. Dạ, đây, dạ. Ở đâu? Cô đâu? Chào cô. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá thôi, chào chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương. Thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng bây giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để cho làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy lôi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là trong có gấu. Thấy cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn thân của em. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. Em thấy là bạn gái bên này là để hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối thì ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên. Mình cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì hết mà. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Bây giờ thì quay qua anh thấy em
như thế nào? À, thấy em dễ thương, à, nhìn rất là có duyên, giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ, cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ. Anh có mập quá không? Mập thì dạ, hơi mập à. Hơi mập hả? Phải đi tập. Sao không thích mập em? Kì dạ vậy? Em không thích mấy người mập mà em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy nó được không? Dạ cũng được à, mà anh ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại, dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào à? Em nói trước đi. Ờ, quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Ờ, cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Ờ, tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, lúc nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. À. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. À, mắc cỡ quá không đọc. Thôi đọc, đọc đi. Đi quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời, trả lời liền. Ghét hay yêu? Dạ chưa yêu à. Không có, mà thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. À, cảm ơn, hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2 suy nghĩ thật kỹ. 3 nắm tay nhau đi bạn, chưa gì cho lo cầm quà liền, nắm tay nhau ngại chưa? Ngại gì nắm đi, thế là đúng rồi đó, nắm tay không nắm người khác nắm là không kịp, nắm lại đó nha, đó nắm chặt quá vậy, cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Dễ thương. Đây. Bây giờ chàng trai đưa ra thì mình nhắm mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng tầm 80-90. 80-90. Dạ. Anh ông hơi nhút nhát chút, em có lo lắng gì vậy? Thật ra thì cái đó em không quan trọng. Em quan trọng là tính cách con người thôi, sống chân thành là tốt rồi. Khoảng bao lâu thì em đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Hiện tại thì em cuộc sống của em cũng nhiều điều nó cũng chưa ổn định, thì em hy vọng là có thể tìm một người đi cùng mình, đến khi nào mà hai bên thật sự được sẵn sàng về tài chính lẫn tinh thần thì sẽ đến hôn nhân. Được. Kiểu như mình cũng phải có định hướng, ví dụ như là 1 năm, 2 năm, 3 năm, dạ, bao lâu? Dạ thì em tầm khoảng 2 năm. Cũng hơi đẹp trai. Cao to ha, ừ. Được. Tóc ai chứ? Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình nha, bạn nữ giới thiệu trước đi nè. Dạ em xin chào chị Tường, em chào anh Linh, em chào quý vị khán giả. Em chào bạn Nam, em tên là Võ Quế Hương, em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên pháp lý. Nhưng mà hiện tại thì em đang trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Và quê em ở Gia Lai. Thôi mời bạn trai. Em chào anh Tử Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên cạnh nha. Em tên là Như Thanh Tùng, năm nay em 25 tuổi. Quê em ở Đắk Lắk. Em đang làm kỹ sư MB tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm về điện đúng không em? Dạ em làm về phần đường ống với cả là 3D. À đường ống thì các khu công nghiệp này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của hai bạn? Điểm mạnh của em là một người có sống có trách nhiệm. Em rất là dễ ăn. Và ăn cũng nhiều luôn. Ví dụ như là em rất thích ăn chân gà, có thể mua nguyên vỉ chân gà em lùi được một mình em ăn hết cũng được. Trong bữa cơm thì nếu như mọi người ăn xong hết thì em thường là đứa ăn cuối cùng để ăn hết những gì còn lại. À vậy đó hả? Cái điểm lớn nhất của em làm cái gì cũng lâu hết, trừ đi với nói ra. Ôi, do tính em hay tiểu tiết, em hay để ý tới mấy cái thứ chi ly ấy, thì nó làm gì cũng lâu. Bạn trai,
Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em hiền, có thể sống tự lập được. Em biết nấu ăn, em không hút thuốc, không nghiện bất cứ thứ gì. Em cũng ăn nhiều. Em đi siêu thị em mua gà về là em chiên một mình em ăn hết luôn. Sai vị gì đâu, sai mình miếng gà luôn hả? Em cũng thích ăn chân gà nữa. Hợp quá. Dành nhau dữ lắm luôn hả? Hợp ghê luôn. Nếu mà ngồi ăn á thì em sẽ cũng ăn từ đầu bữa đến cuối bữa luôn, không sót tí gì trên bàn. Trời ơi, đừng có dành ăn với nhau nha. Bây giờ hai bạn giả tỷ về cái nồi chân gà ngon quá, ai nhường ai? Bây giờ thí dụ giờ có 10 cái cặp chân gà. Dạ. Bạn trai ăn mấy cặp, bạn gái ăn mấy cặp? À, em sẽ ăn 4 cặp, còn lại để xem bạn nữ ăn được, nếu không ăn được thì em sẽ ăn hết. Em yên tâm đi, bữa nay quất sạch 6 cặp. Thấy chưa? Trải qua mấy mối tình em? Dạ, em chưa trải qua mối tình nào. Từ hồi xưa đi học tới giờ luôn? Dạ, chưa. Hồi xưa em nói em làm trong pháp lý đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi trong cơ quan cũng không có ai để ý hả? À, dạ, cho cái đặc thù nghề nghiệp của em ấy chị, là chuyên về luật thì nó hơi khô khan, với cả cái công việc của em là mình đảm bảo cái quy trình của các bộ phận cho đúng. Thì giống như là mình sẽ là người giám sát các bộ phận khác thì rất là để khó có một cái mối quan hệ ở ngoài luôn. Có nghĩa là tới giờ này mình chưa có nụ hôn đầu luôn. Dạ đúng rồi. Từ hồi tôi tham gia, tôi làm MC chương trình mà mới hẹn hò, tôi mới phát hiện ra rất là nhiều bạn nam bạn nữ tuổi cũng tương đối mà sao chưa có nụ hôn đầu. Bên kia sao im ra? Dạ em thì có một mối tình chính thức khoảng 2 năm. Ban đầu thì em có đưa bạn nữ về nhà, xong rồi bố mẹ thấy không hợp, nên là bố mẹ nói, nên là bạn nữ thấy buồn, nên bạn nữ quen người mới. Hả? Rồi sao kỳ vậy? Thì lúc mà em phát hiện ra thì là bạn nữ đấy đã quen bạn đó là một năm rồi. Ủa là bạn đó giấu em, em quen người khác một năm mà em không phát hiện luôn hả? Dạ, mỗi lần bạn đi chơi thì em bạn chỉ nói là đi với bạn thôi, nên là em cũng kiểu tin tưởng á. Trời ơi, đúng là con trai khổ thiệt, 12 bến nước. Thôi. Thôi bây giờ mình bỏ qua những cái điều đó đi ha. Bây giờ bạn nữ là chưa có mối tình nào nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người cầu tiến và có trách nhiệm cho cuộc sống của mình, và đặc biệt là không gia trưởng và biết tiếp thu ý kiến của người khác, chứ không kiểu là áp đặt cái quan điểm của mình cho người khác quá nhiều. Em hỏi thử bạn trai bên kia có tính gia trưởng không? Dạ, cho em hỏi là anh có gia trưởng không anh? Không đâu bạn. Bạn trai bên đây hiền lắm em, một người rất là tình cảm luôn đó. Vậy mẫu người lý tưởng của em là sao em trai? Dạ em muốn một bạn nữ hiền, cao 1m52 trở lên, biết quan tâm, chia sẻ, biết lắng nghe. Rồi anh nghĩ rằng chắc không khó đâu. Anh qua anh coi đàn gái coi có giống những gì quan điểm của em đưa ra không? Dạ oh, chào em gái dễ thương. Bây giờ chàng trai đưa ra thì mình nhắm mình được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng tầm 80-90. 80-90? Đàn ông hơi nhút nhát chút, em có lo lắng gì không? Thật ra thì cái đó em không quan trọng, em quan trọng là tính cách con người thôi, sống chân thành là tốt rồi. Khoảng bao lâu thì em đồng ý cho bên đàn trai bước tới? Hiện tại thì em cuộc sống của em cũng nhiều điều nó cũng chưa ổn định, thì em hy vọng là có thể tìm một người đi cùng mình. Đến khi nào mà hai bên thật sự được sẵn sàng về tài chính lẫn tinh thần thì sẽ đến hôn nhân. Được. Kiểu như mình cũng phải có định hướng, ví dụ như là 1 năm, 2 năm, 3 năm thì dạ. Em muốn bao lâu? Dạ thì em tầm khoảng 2 năm. Cũng hơi đẹp trai. Cao to ha. Ừ. Được. Tóc ai thiết kế cho em kiểu này vậy? Không, mình đến vén luôn thử coi nó đẹp trai hơn không? Nó mạnh mẽ lên xíu sao thấy nhẹ nhàng quá vậy? Lấy nhau mình sợ ở đâu? Hiện tại thì em đang định hướng là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Để bụng lâu quá, hai người cãi nhau ấy, em sẽ luôn luôn là người chủ động làm lành, nhưng mà em không muốn là nếu bạn nữ giận lâu quá thì hay cầu nhau. Thì có điều gì cái hai bạn phải chia sẻ với nhau? Dạ. Chị thấy là hai bạn cũng được, cũng trùng khớp là quê đều ở Gia Lai, Đắk Lắk đúng không? Dạ đúng. Mình có khi nào mình nghĩ mình về quê lập nghiệp không? Tại vì cái nghề nghiệp của em thì ở đây sẽ tốt hơn. Rồi, bạn nữ thì muốn cố gắng thêm khoảng 2 năm nữa ổn định sự nghiệp rồi mới đám cưới. Em thấy thời gian nó phù hợp không? Nếu mà đã xác định đến với nhau rồi thì 2 năm không thể phải vấn đề quá lớn với em. Rồi, chị thấy vậy là cặp này được đó. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em gái. Cháu xin chào chú Quyền Linh và chào cô Cát Tường ạ. Theo như em thấy thì chị gái đây rất là xinh xắn, cười rất là dễ thương ạ. Chị hiền, chị rất là giản dị, rất là lý tưởng trong gia đình đấy ạ. Còn chị yên tâm về phần anh trai của em. Anh trai em rất là hiền lành, là một người rất là vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là anh ấy rất thích là nấu ăn ạ. Đặc biệt là món chân gà xào xả tắc đấy ạ. Trời ơi.
Được chưa em? Chân gà xào xả tắc. Nói tôi còn thèm nữa nè. Có người làm chân gà ăn rồi. Mấy mốt làm cho làm ké cho tôi với anh Quyền Linh một thao luôn nha. Rồi bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với các bạn ở trong nhà. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng khán giả trường quay. Và xin chào anh. Em cùng nhà cùng với chị Hương thì gọi ngắn gọn là em trai mưa anh nuôi. Ở cùng nhà thôi mà anh yên tâm, không có làm gì đâu. Mỗi người mỗi phòng thôi mà. Ngay từ lúc bước vào hay là cách anh nói chuyện thì em thấy anh là một người hiền lành, điềm đạm. Nói chung là khá giống em đó chị, em thấy hợp đó. Còn đối với chị thì cũng như chị nói mấy nãy, ưu điểm, khuyết điểm của mình hết rồi. Thì đi nhanh, nói nhanh, rồi ăn thì chậm. Nói chung là ăn chậm nhất nhà. Cho nên lời khuyên cho anh là mỗi buổi tối thì anh nên nén lại với chị một tí. Rồi để rửa chén. Trời ơi, để rửa chén mà. Thôi, cảm ơn em trai. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Lần đầu gặp thì anh thấy em là khá là dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Hiện tại em đang tìm việc mới đúng không ạ? Dạ đúng rồi, em đang ở quận 7 và đang tìm việc mới. Thì em thấy anh thế nào ạ? Dạ thì qua nhận xét của mọi người rồi nãy giờ giao tiếp với anh thì em thấy anh là một người hiền lành và nhìn chân thật. Dạ và quan trọng là anh cao hơn em. Ở đây thì cũng lần đầu gặp mặt nhưng mà anh cũng thấy là có cái có một chút gì đấy với em á, nên là ở gặp nhau ở đây là cũng một cái duyên. Nếu như em mà đến được với anh ấy thì anh sẽ cố gắng để chăm sóc cho em cả suốt đời. Bạn gái có những yêu cầu gì về gia đình hay không? Dạ về phía em thì em khẳng định luôn em không phải là người hoàn hảo, em có rất nhiều khuyết điểm. Nếu như mà đã xác định tiến tới hôn nhân trong cuộc sống gia đình thì em sẽ cố gắng hết sức để mà vun vén cho gia đình của mình. Anh có một bài hát tặng em. Rồi mời em. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Dễ thương quá. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Bấm nút là đồng ý hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi nắm tay nhau nào. Cô gái rất là dễ thương mà chàng trai cũng dễ thương nữa. Hai bạn rất là hợp lý luôn đó. Tôi thấy hình như là hai bạn đã gặp nhau ở kiếp nào rồi đó. Nào hãy hôn nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Dễ thương quá. Dễ thương thì trong để đưa đi đưa lại chứ à, đi là cần tổng phải biết lái xe luôn. Đưa đi đưa lại hoài rồi sao đi làm? Thì đi làm, em đi làm mà. Em làm sao mà cần xé lái xe đúng không? Hiền biết lái xe không? Dạ không. Không. Thế rồi cho đi học đi. Đi học thì mấy hồi đâu mà. Học mấy hồi đúng rồi. Anh nói đạo diễn sĩ hồi chỉ cho em chỗ học lái xe. Rồi chút đó mình bàn sau đi. Dạ. Rồi còn yêu cầu cao ráo là sao nữa nè? Cần cao 1m trên 65 trở lên. Trên 65 trở lên. Người phải bù bẩm một chút. Bù bẩm chút xíu. Vâng, có bụng chút. Có bụng chút xíu. Này là em không thích. Ủa em thích người có bụng hả? Vâng. Trời lạ ta, thích bụng bự hả? Đúng rồi đó. Ủa chi vậy em? Mình là gu của em. Cái gu hả? Vâng. Còn gầy là em không thích. Gầy không thích hả? Dạ. Hả? Không cũng bự cũng được. Thì từ từ rồi nó từ bự. Từ từ ăn một hai sao cũng rồi, từ từ nó bự, giải quyết được hết. Muốn ốm thì dễ chứ khó. Muốn ốm thì khó chứ. Muốn bụng bự thì dễ ẻ. Ba tôi chỉ cho chế độ ăn giống tôi nè. 3 ngày. Rồi, đó là yêu cầu nhà gái nha. Chúc mình sẽ bạn nhau tiếp. Em trai yêu cầu lấy vợ làm sao? Em không có mối hình lý tưởng gì hết luôn á. Không có lý tưởng luôn hả? Không. Chứ sao mình lấy? Chỉ cần nhìn mà mình kiểu mà nhìn cái ánh mắt nhìn cái hiền. Hiền là lấy. Hiền hòa kiểu như vậy nó giờ đại khái là người truyền thống mà người phụ nữ truyền thống á, nhìn cái hiền á. À, nhìn hiền giống như tên của em vậy đúng không? Rồi, để chúc coi em gặp có hiền hay không anh biết nha.
Bây giờ người thân. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai? Đi với bạn học. Dạ. Rồi mời em gái. Đó, hai người nói chuyện xong em thấy sao? Bắt đầu đi em. Em xin chào chương trình, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bằng nữ bên kia. Ngọc Lan. Chào bạn. Ngọc Lan. Ngọc Lan với lại bằng nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Đăng Hiền, 37 tuổi, sống ở Bình Thuận. Công việc hiện tại bây giờ là làm nhân viên bảo trì cho công ty VTS Tech. Ở đâu em? Ở Bà Rịa. À, em từ Bà Rịa. Mỹ Xuân. À. Yeah. Em từ Bà Rịa vào đây hả? Dạ. Yeah. Bây giờ em ở Bà Rịa với ai? Em ở một mình. Một mình. Ở nhà mình hả? Ở nhà. Ở phòng trọ. Phòng trọ. Dạ. Rồi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ. Em xin giới thiệu. Bạn tên gì? À, em xin giới thiệu, em tên là Hà. Em đến từ thành phố Vũng Tàu ạ. Ồ, Vũng Tàu luôn. Nhà trai như cũng Vũng Tàu đúng không? Nhà trai đang ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Dạ. Đúng luôn á. Một rồi, đường về luôn. Năm mấy nha? Chung về, hồi về chung. Nhà gái đang làm công việc gì? Em làm bên spa với tóc ạ. Rồi. Hà sinh năm 1986. Dạ vâng. Làm về ngành tóc, ở đây hiện tại đang ở Vũng Tàu ạ. Mời nhà trai giới thiệu một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nào. Em có ưu điểm hả? Ưu điểm em muốn làm cái gì là phải học nhanh lắm. Học nhanh. Học nhanh lắm. Còn yếu điểm của em là em sợ con rắn, nhất là con rắn. Con trai mà sợ con rắn hả? À, sợ mỗi con đó thôi. Kỳ lạ vậy. À. Sợ con gái không? Hả? Không. Sợ thì không lên đây đâu. Ủa, mình làm bảo trì là mình làm gần chỗ mình trọ luôn hả? Vâng. Rồi gia đình mình ở đâu? Gia đình ở Bình Thuận. Ở hết Bình Thuận luôn hả? Dạ, có mấy đứa em cũng ở gần đó. Cũng gần Bà Rịa đó. Không, đúng rồi, đúng gần chỗ ở luôn. Rồi cũng có một đứa em đang ở trên thành phố này. Bây giờ Bình Thuận thì ai với ai ở chỗ đó? Có cha mẹ thôi. Rồi nữa lấy vợ về mình ở Bà Rịa, ở Bình Thuận. Ở Bà Rịa đi. Chứ em cũng không là sinh ra có học cái nghề rồi giờ mới đi theo nghề. À. Rồi phải đi làm khu công nghiệp chứ đâu có về quê làm nông được đâu. À. Như vậy là lấy vợ cũng phải quyết định là ở Bà Rịa Vũng Tàu đúng không? Dạ. Đúng rồi. Bây giờ mời nhà gái đi, ưu điểm khuyết điểm. Nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em thì làm gì em cũng làm được. Nói chung là nắm bắt mọi cái nhanh nhẹn. Còn khuyết điểm của em là hay giận, hay dỗi, hay tủi thân. Có khóc không? Khóc. Trời ơi. Quá trời bánh bèo rồi. Nhà gái là hay giận, hay dỗi, hay tủi thân, hay khóc. Hay khóc. Chứ còn ngoài ra thì cái gì cũng làm được hết. Dạ, chào nhà trai. Sao? Con gái đó, người ta hay giận, hay dỗi, hay khóc rồi thấy sao? Đó bình thường mà. Thấy cái... mệt không? Có gì đâu mệt chị. Được đúng không? Được hết trơn. Khoái nữa đúng không? Bây giờ là muốn lên xe bông lắm rồi. Bây giờ trước khi mà mình lên xe bông là mình phải nói thiệt về quá khứ nè. Mình dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Nói tính ra là em yêu muộn, 25 tuổi mới yêu, biết yêu. À, gần đây nhất là mối tình gần đây nhất là cách đây khoảng hơn 1 năm. Đó, từng đó thôi. Vậy thôi hả? À. Từng đó thôi. À. Sao chia tay? Nói chung là mình kiểu mà mình thích người phụ nữ của mình ra ngoài đường phải đẹp. Mình chăm chút cho ăn uống này nọ thì người ta nói là không được. Hay là này nọ, người ta nói là để cho tự do, tự thích mặc, ăn mặc cái gì, kiểu gì cũng được cái vậy. Nhưng mà đi ra ngoài đường cứ mặc cái quần áo thun với quần xà lỏng đi đâu cũng được. Chà, sáng tôi đi làm tôi mặc áo thun xà lỏng hết. Tức là không được nghe. Nói chung là muốn làm đẹp em cho nữ. Muốn cho ta đẹp thì đúng nhưng mà người ta không thích. Đúng rồi. Ra mình cũng đừng ép là mình phải mặc cái này mặc cái kia. Phải ăn mặc, ăn uống hay gì cũng là sở thích riêng mọi đúng người. Đúng rồi, sau này mình ép thì không được. Sau này em mới nghĩ lại như vậy. À. Với lại mình không? Thích người ta mặc cái gì ấy, mình mua mình tặng cho người ta. Đúng rồi. Nhưng mà phải hỏi người ta thích cái gì. Đúng rồi. Bây giờ người ta thích mặc quần ngắn mà mình cứ mua quần dài người ta không mặc cũng vậy à. Trời ơi. Người ta tính bằng gót thôi, em đi 12. Nói chung là cái số bạn đó số nhỏ lắm. Mà em đi 12 shop đi kiếm cho ra cái số mà cuối cùng phải đi đóng đó chị. Trời ơi, thấy thương. Nói chung cũng chăm chút cho đúng bạn rồi. Gái lắm. Nhưng mà chỉ có khác nhau về gu ăn mặc thôi. Đó, thành đó. Ra mai mốt mình muốn tặng ta cái gì mình phải biết ta có thích cái đó hay không. Ừ. Chứ mình tặng ta trước mặt ta vui nhưng về ta cũng bỏ à. Thành ra
Là miễn sao lịch sự phải là được rồi. Đúng rồi, phải làm sao phải chiều theo sở thích của người khác chứ mình thích gì mình ép ta đâu có được. Hôm nay quay hình bạn nữ biết đó. Bạn nữ biết hả? Bạn đó biết vậy hả? Có nói hả? Có nói tức chuyện. Là chia tay xong rồi vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn. Là bạn. Vậy cũng được, cũng nói chung là nói chung tình bạn tốt. Đúng rồi, như vậy là cũng tốt rồi. Thôi ông này yêu đơn giản lắm, không có gì hết trơn á. Không có gì để khai thác hết á. Sao nè, nhà gái nè. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Em thì 4 mối. 4 mối? Gì? Dữ chưa? Gì 4 mối gì vậy? Dạ. Mối lâu nhất là nhiêu? Gái. Mối lâu nhất là được 2 năm. Mối nào nhanh nhất là được 5 tháng. Rồi sao mà mình... Không. Mình cứ lận đận trong cái chuyện tình duyên dữ vậy. Thì đấy, tại em hay dỗi đấy. Người ta bảo tính em trẻ con quá, không chiều nổi. Có mối vậy à? Nhưng mà mấy mối đó sâu đậm không? Thì 2 mối lấy làm chồng. Một mối là người yêu. Một mối thì là mới là bạn. 2 mối lấy làm chồng, một mối là người yêu, một mối là bạn. Dạ. Nhưng mối lâu nhất là kéo dài 2 năm. Mối lâu nhất là được 2 năm. Thôi vậy mình nói thẳng luôn là em lấy chồng 2 đời chồng rồi. Dạ. Là em đời chồng thứ nhất là mấy năm? Đời chồng thứ nhất thì em lấy được sao không nhớ nữa. Một năm thôi. Một năm thôi có con không? Có. Em tự nuôi con. Một trai hay gái? Trai. Bao nhiêu tuổi rồi? 15. Ồ, rồi chồng thứ hai. Chồng thứ hai thì em lấy cũng được 2 năm. Mấy đứa con? Được một đứa con. Trai hay gái? Trai. Bây giờ bao nhiêu? Bây giờ là 9 tuổi. 9 tuổi, đứa 9 đã 15. Vâng. Ở với em luôn. Em nuôi hết. Rồi mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì chắc mới quen... được 5 tháng là thôi. Hèn chi chứ quen năm chắc lấy chồng nữa rồi. Số em số khổ. Vâng. Rồi người bạn kia? Bạn thì lúc đấy yêu lúc còn trẻ. Vậy thì thôi bỏ qua đi. Không hợp. Nói chung là đời cũng vất vả của em nhỉ. Em ơi, cô bên đây á rất là xinh nha, nhưng mà giờ có 2 đời chồng rồi, với lại 3 đứa, 2 đứa con ở chung em luôn hả? Dạ. 2 đứa con ở chung đó, thì em thấy sao Hiền? Em có được không sao, không sao. Không sao ha. Rồi bây giờ có 2 cậu con trai, có đứa 9, đứa 15 luôn á. Trời ơi. Em thí dụ em có vợ về em thích đẻ con trai hay con gái? Con gái thôi. Con gái thôi đúng không? Cho đỡ quậy. Đỡ quậy. Thôi. Giờ quan trọng là hốt ba mẹ con về là không có sao. Cán đáng nổi không nè? Để hội đó người ta bàn sao. Ừ. Bây giờ là em muốn là một cái người kế tiếp mà cần kề với em là tri âm tri kỷ với em suốt cuộc đời này như thế nào? Em cần một người gọi là người đàn ông phải mạnh mẽ, nhanh nhẹn và gọi là đầu óc nó lanh lẹn, nhìn gì là biết đấy rồi. Với lại hai nữa là em cần một người là gọi là biết lái xe, tại vì em rất hay phải đi lại, em từ Vũng Tàu đi Sài Gòn rất nhiều. Phải biết lái xe hả? Vâng, em có yêu cầu từ đầu mà, em cần tài xế. Cần tài xế? Đúng vậy. Ủa em cần chồng hay cần tài xế? Thì chồng để đưa đi đưa lại chứ. Tức là cần chồng phải biết lái xe luôn. Đưa đi đưa lại hoài rồi sao đi làm? Thì đi làm, em đi làm mà. Để em làm sao mà cần tài xế lái xe đúng không? Hiền biết lái xe không? Dạ không. Không. Thế rồi, cho đi học đi. Đi học thì mấy hồi đâu mà. Học mấy hồi đúng rồi. Mấy hồi. Anh nói đạo diễn Sĩ Hồ chỉ cho em chỗ học lái xe. Rồi chút đó mình bàn sau đi. Dạ. Rồi còn yêu cầu cao ráo hay sao nữa nè? Cần cao 1m trên 65 trở lên. Trên 65 trở lên. Người phải bụ bẫm một chút. Bụ bẫm chút xíu. Vâng, có bụng một chút. Có bụng chút xíu. Gầy là em không thích. Ủa em thích người có bụng hả? Vâng. Ôi lạ ta, thích bụng bự hả? Đúng rồi đó. Ủa chi vậy em? Mình nói gu của em. Cái gu hả? Vâng. Còn gầy là em không thích. Gầy không thích hả? Dạ. Hả? Không, cũng bự cũng được. Thì từ từ rồi nó từ bự. Từ từ, ăn một tháng sau đúng bụng sẽ bự. Từ từ là nó bự, giải quyết được hết. Muốn ốm thì dễ chứ ý, khó. Muốn ốm thì khó chứ. Muốn bụng bự thì dễ ẻ. Qua tôi chỉ cho chế độ ăn giống tôi nè. 3 ngày. Rồi, đó là yêu cầu nhà gái nha. Chúc mình sẽ bạn nhau tiếp. Em trai yêu cầu lấy vợ làm sao?
Em không có mô hình lý tưởng gì hết luôn á. Không mô hình lý tưởng luôn hả? Chứ sao mình lấy? Chỉ cần nhìn mà mình kiểu mà nhìn cái ánh mắt nhìn nhìn cái hiền. Hiền là lấy. Hiền hòa kiểu kiểu như vậy đó, giờ đại khái là người truyền thống mà người phụ nữ truyền thống á, nhìn nó hiền. À, nhìn rồi hiền giống như tên của em vậy đúng không? Rồi, để chút coi em gặp có hiền hay không anh không biết nha. Bây giờ, người thân. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai? Đi với bạn học. Dạ. Rồi mời em gái. Đó, hai người nói chuyện xong em thấy sao? Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và mọi người ạ. Thì em thấy anh cái này rất là hiền lành. Nhưng mà không biết là có cái vấn đề mà về quá khứ của bạn em á, thì đã có gia đình và có con rồi, thì không biết là anh có ngại cái vấn đề đấy không? Anh nếu mà anh đã ngại thì anh thể hiện luôn, nhưng mà anh không ngại là anh nói không ngại. Thì bạn em thì em nói rất là giỏi luôn á. Rất là, nói chung là năng động, rồi mọi thứ trong công việc, cuộc sống đều rất là giỏi. Người phụ nữ của gia đình luôn á. Thì nếu như mà được thì mình cứ cho nhau cơ hội làm bạn rồi tìm hiểu ạ. Rồi, cảm ơn em. Nuôi hai người con là giỏi lắm rồi đó. Một mình nuôi hai cậu trai 9 tuổi, 15 tuổi rất là giỏi luôn á. Cảm ơn em. Thiệt đi với ai? Em đi mình em. Một mình hả? Lỡ người ta không bấm nút thì bịt khẩu trang đi về. Thôi rồi. Lỡ người ta không bấm nút trời bịt khẩu trang đi về. Trời ơi, vậy trời. Thôi thì mở nào. Bắt đầu đi Hiền. Em tự làm nhiệm vụ của mình đi. Ôm lên. Xách lỗ tai người ta vậy thôi. Tấn công đi anh Hiền. Thôi lên chương trình anh có món quà để tặng em. Vâng, anh cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Hả? Đứng đó, đứng đó. Tặng. Rồi, cảm ơn em nhé. Dạ. Tặng son có gì vậy? Chết luôn. Tặng hoa. Rồi quay qua Hiền. Đó. Nói chuyện với nhau đi. Em nhìn thấy anh sao? Già lắm đúng không? Nhìn anh cũng già hơn so với tuổi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Sương gió đó em. Thế à? Ừ. Ra thế đời em? Làm sớm quá. Bây giờ mình đứng qua rờ cái bụng ổng coi coi là cái bụng đó nó có vừa ý mình không? Hả? Đâu bước qua. Em nói với em là anh 37 tuổi hả? À. Vậy thì anh thua tuổi em à? Thua 1 tuổi. À. Đâu. Bây giờ anh Hiền đứng lên nè. Hiền bước qua coi Hà rờ bụng rồi, có bụng bự không? Hà đứng sau đó rờ bụng thử coi được không? Không, anh nhìn cũng đô con đó. Đâu, em dạ. Em rờ bụng coi. Đâu bây giờ anh sao ôm tới coi cái bụng đó được chưa? Dạ, không như vậy cũng được à. Được rồi đúng không? Không em rờ dạ. Bụng coi có gì về chưa? Nhà cho uống thêm. Bây giờ rồi, chế độ ăn của tôi 3 ngày thôi là bụng bự liền. Bây giờ nếu như Hà muốn Hiền bụng bự, Hiền làm gì liền nè? Dạ, em uống bia. Chết. Bây giờ em nghĩ anh như thế nào? Em thì cũng thật ra thì lúc em yêu cầu đăng ký với chương trình em yêu cầu thì tuổi từ 45 trở lên, nhưng mà hôm nay gặp anh thì nó lại ít hơn em 1 tuổi. À, nhưng mà ít thì ít chứ. Đó. Còn nhưng được cái thì nhìn anh cũng già dặn hơn. Trời mới khen tao nhỏ tuổi giờ à, khen luôn già dặn hơn nữa. Mệt nha. Ôi rồi anh làm ở Phú Mỹ hả? Anh làm ở Mỹ Xuân á. Là công ty à? Làm con cho công ty. Ừ. Em có hay lên đó không? Không anh. Để anh dắt đi đường, anh dắt đi chơi. Ít, nói chung em ít đi lên bạn Phú Mỹ. Còn dạ. Hiện tại là em làm ở dưới Vũng Tàu luôn hả? Em ở Vũng Tàu. Là em ở thành phố Vũng Tàu luôn? Dạ. Cách anh 51 cây. Thì cỡ đấy đấy. Thì anh đi hoài mà. Vâng. Đi chơi, đi câu cá rồi dưới là quá trời mà. Nhớ tới 51 cây là đi dữ lắm rồi đó. Em có hai thằng con. Mà hai đứa nhà em thì nó ngoan bình thường. Chỉ có điều cuộc sống của em thì nó hơi phức tạp một chút. Em đi lại nhiều. Em nói nhiều anh lúc anh em là... không có ở nhà. Em nói anh là đi học lái xe. Em nói em rất cần một người tài xế. À. Tại vì nếu về với em thì em vẫn thích là để kinh doanh, biết lái xe thì em muốn là
kinh doanh gì đó, chứ em không thích người mà phụ thuộc cho công ty. Tức là về nhà thì kinh doanh bên ngoài thôi. Anh cũng dự tính là khoảng tới cuối năm nay hoặc là đầu năm tới là anh sẽ cũng mở tiệm. Nhưng mà mở tiệm là gọi là liên quan tới cái nghề của anh, là ngành cơ khí, là anh mở tiệm điện cơ này nọ vậy đó. Chứ không phải là kiểu mà mình vẫn đi làm công ty. Dạ. Nhưng mà vẫn đi làm, vẫn về lại, vẫn nhận đồ nhà người ta để làm nữa. Anh hứa sẽ đi học lái xe. Anh hứa sẽ đi học lái xe hả? Ai hết trơn. Chưa có xe mà. Chừng nào có xe mới tính tiếp chứ. Nói chung cái gì, cuộc sống của em thì thật ra là nhìn vào thì nghe thôi, thì thấy hoàn cảnh như thế thì ai cũng nghĩ là sẽ rất là khổ. Nhưng mà em lo lắng thì bây giờ thì nó thuộc diện ổn định rồi. Em cần là cần người đàn ông trung thủy này, biết lo lắng này, và phải thương con em. Cái đó là chứ thương em thì em phải không cần phải anh, thương anh phải thực sự thương con phía, em mới ở cạnh, được. Anh đứng về phía khía cạnh em để nghĩ cho em thì chắc chắn em phải tìm ra người mà đàn ông phải thương con em mới thương được. Dạ. Anh hiểu được mà. Nhưng hứa với người ta có thương con người ta không? Hả? Em mà ai không thương? Ủa rồi em, nếu em anh mà thành đi thì anh có tính là anh là chưa vợ? Chưa, anh đang thích lên xe bông đây. Thế à? Trai tân đó, còn zin luôn á. Rồi nếu em anh mà thành thì anh tính chừng nào cưới? Nếu mà quan trọng là nhà nữ, chứ còn anh cưới lúc nào cũng được hết trơn. Quan trọng bên gia đình, anh có đồng ý cho lấy mẹ đơn thân hai con không? Cái đó là quyền quyết định của anh mà. Yeah. Cuộc đời của anh phải tự quyết, anh quyết định chứ. Thấy chưa? Trời ơi, mạnh mẽ lắm á. Đều chưa biết lái xe, từ từ sẽ lái thôi. Không, lái xe không đa được chứ. Nè, mai mốt chẳng những lái xe mà lái máy bay luôn á. Đừng có giỡn với Hiền. Anh có hay về Vũng Tàu chơi không? Có, tối nay về luôn. Okay. Thiệt mà, anh nói là anh đi độc thân để làm gì? Độc thân để đi chơi đó. Thấy chưa? Mạnh mẽ chưa? Tới nắm tay chị Hà cho biết. Một xíu nói nắm tay chị rồi. Nắm tay coi. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Nóng lắm. Bắt tay quá đi. Nóng không? Nè. Yeah. Tay cũng còn nghiệp trai tân. Dạ. Còn y nguyên luôn. Dạ vâng. Còn zin luôn á. Zin nóng. Hỏi coi. Hỏi đi. Bỏ qua đi em, khó quá. Khó đấy. Chưa. Đừng có. Dạ. Em phải giữ lại. Đã nóng rồi, không buông tay. Dạ. Giữ người gái này nha. Dạ. Rồi hai người nhìn thẳng nhau nói rồi. Chuyện nè. Hỏi đi. Thí dụ giờ anh với em về đó, em có thích sinh con nữa không? Rồi thích trai gái, mình nói quan điểm với mình luôn Hiền. Bởi vì giờ mà nếu mà anh là anh thích con gái đó, con trai quậy quá anh chịu nổi. Yeah. Anh thích con gái rồi đó, trai ra con trai là không chịu đâu. Cho nên về đó. Rồi lỡ ra con trai thì sao? Thì buộc phải nuôi chứ thì sao? Nói vậy thôi chứ. Rồi hỏi đi, mối em sanh con rồi ở nhà anh phụ được cái gì cho em, phụ chăm con như thế nào, nói cụ thể ra. Em mà sanh con anh có nuôi nổi không? Nuôi nổi hả? Ừ. Nuôi thì chắc chắn là phải nổi rồi. Chứ là em tại em nuôi con đến tuổi này rồi thì giờ nuôi con muộn giờ lại em thích ngại. Tại con em nuôi đến giờ này nó lớn hết rồi á. Xong bây giờ nhìn mình như gái tân rồi, tự nhiên bây giờ quay lại cái thời lại nuôi con muộn thì ngại. Nên nếu như để đẻ con tiếp á là đấy là vì anh em mới đẻ tiếp. Còn như em thấy đủ rồi. Dạ. Rồi. Ok. Vậy là hiểu. Nói đi, nói được để cho anh đứa chứ. Ờ đúng rồi. Nói đi. Phải để cho anh một đứa chứ. Thì đó ý em đang nói đó, nếu đẻ tiếp là anh cảm thấy có lo nổi không á. Thì còn em là tất nhiên là anh phải lo nổi anh mới bảo em đẻ chứ. Vâng. Bữa đi em để cho anh sẽ lo gì đó, chăm sóc, làm gì chăm sao, làm gì đó, làm cái gì chăm sao, là thì như bao vợ chồng bình thường đó thôi. Ông này mà nói cái bí mật gì cho ổng là thế giới biết hết luôn. Thì bao vợ chồng bình thường thì người ta có cơm, có người ta đây nói câu gì nhà cà pháo móng tôm các kiểu như vậy đấy. Nó có chứ sao, ăn vậy thôi. Giờ nhà gái là muốn nhà trai làm cái gì cụ thể nói ra luôn. Nếu mà khi về nhà đó đã là vợ chồng nhau thì em muốn anh này làm gì cho em? Làm gì? Em hay dỗi hay tự ái lắm đó.
thì anh nên anh, là anh cảm thấy là có chiều được cái tính con nít của em không đó. À, chuyện nhìn đó bình già thường. Già vậy thôi chứ còn con nít lắm. Bình thường vâng, đó, anh khó rất là tính nữa. Rồi, trong chuyện nhà thì yêu cầu anh làm gì? Trong nhà hầu như là anh làm hết. Hả? Em chỉ lo việc xã hội thôi. Ủa? Tại em làm ăn em đi ngoài nó lại suốt à? À. Em biết làm đẹp. À. Nên hầu như có khi em đưa khách đi làm đẹp 2-3 ngày mới về. À. Em có ăn ai tại giống đó luôn. Em cũng con em là hầu như bây giờ là thằng anh nuôi thằng em, thằng trông thằng em không đó. À. Còn nếu đi học ở nhà trường rồi. Rồi. Okay. Nên là lấy người đàn ông là biết lo cho gia đình á. Gái nói gì đó được không? Được mà. Em được hết. Cái gì cũng được hết trơn. Chứ giờ nôn dữ lắm rồi hả? Cái gì cũng được. Được hết. Dạ. À. Vậy thôi. Dạ. Ngồi, gì? Ngồi ngồi. Ai cho ngồi? Chương trình người ta đâu có cho ngồi, người ta bắt nó đứng đó nắm tay nhìn nhau. Hiền hát bài tặng cho bạn gái đi. Anh... hát bài tặng cho Hà đi. Anh lên đây rung quá giờ đó hát hết được rồi. Nói tóm lại là anh cứ gặp em bây giờ anh cảm thấy có ưng không? Đúng rồi. Lát anh có bấm nút không? Đúng rồi đó. Để em biết trước nếu anh nói không tí em phải bấm. Lên đây không em quê. Với tiêu chí hả? Kìa nói lại đàng hoàng lời đầu cuối cho Hiền nghe đi. Với Hà, tiêu nói chí là kiểu mà nói đi, cỡ nào anh cũng bấm hết trơn á. Thì đó. Hà nói đi. Ý em đang nói vậy này, nghĩa là từ nãy giờ gặp em anh cảm thấy có cảm xúc không? Có ưng với cái mẫu người của anh đang cần không? Em có nhìn anh có nghiêm túc không? Em thì mới qua vài tiếng nói thì cũng chưa nhận xét được hết một con người. Cần thời gian để tìm hiểu thêm. À. Nhưng mà nhìn qua thì anh mới được khoảng 50-60% thôi. À. Dạ. Anh, nói chung anh nếu đến với em anh cần phải cố gắng để em thể hiện để em cảm thấy được. Đúng rồi. Nó mới tiến đến hôn nhân bởi vì em cũng cầu toàn. Nói luôn đi, nếu đến với anh, đến với em thì anh phải cần làm gì cụ thể luôn. Hiền là muốn trực tiếp nghe cụ thể luôn, nói luôn đi Hà. À, cái gì hứa được anh hứa, còn cái hai gì hứa không được anh không nói đâu. Đó, cho nên là bây giờ là chị còn phải nói cho rõ. Tất cả gì em mong muốn làm nói nhà luôn. Quét nhà, nấu cơm cho con, tắm cho con, pha sữa cho con bú nửa đêm chăm con gì đó chị nói hết. Nhiều vậy chị Ngọc Lan. Nhiều lắm. Thì đấy nói đúng ta là vậy này, em cần người đàn ông là biết lo cho gia đình. À. Phải nói là đặt gia đình lên đầu tiên. À. Công việc thì làm thêm. À. Làm thêm là... Thì ý là ngoài thời gian dành cho gia đình con cái thì anh với lại kiếm thêm tiền. À. Chứ không phải anh lấy em về rồi bắt đầu anh bỏ bắng anh chỉ đi công việc rồi đi nhậu. Rồi phải, lúc nào cần phải... đi ngủ thì anh mới về rồi, nhà. Đâu có hư tới em không đó. Cần người chồng như vậy. Chỉ là có cái là nếu mà một người phải mà biết người ta, con gái người ta hiểu chuyện, chẳng hạn như anh đi chơi với bạn bè ra ngoài, em ghét em tức cỡ nào thì em cũng phải chờ anh về nhà rồi em thích chửi cỡ nào cũng nghe. Chứ còn mà nếu em mà chửi lắm đấy. Em mà ở ngoài quán mà với bạn bè anh nhiều mà em đè em chửi thì thôi luôn, ngày mai lại là cháy nhà liền luôn á. Về ở nhà em thích gì em chửi, em nói bất cứ thứ gì anh nghe hết, nhưng mà ngoài xã hội em đừng làm vậy, làm vậy xấu lắm. Em biết rồi. Đã. Có yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu gì? Em không có yêu cầu gì hết trơn. Nhà gái còn yêu cầu gì nữa không? Em thì giờ chắc em tối nay đi về Vũng Tàu chơi quá. Rồi, ok. Thôi về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta để tay vào nút bấm nào. Nút bấm đâu vậy? Đây, có luôn. Đây, có đó Hiền. Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của hai bạn là phải suy nghĩ thật kỹ. Cái này là phải suy nghĩ thật là kỹ. Cảm nhận lại xem là đối phương có phải là người mà mình đang đi tìm hay không, có phù hợp với mình hay không. Với những gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau rồi đó. Nếu như phù hợp thì chúng ta bấm nút ngay, còn nếu không thì thôi, chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Nha. Yeah. Suy nghĩ cho kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Dương. Chần chừ rất lâu mới bấm. Chần chờ rất lâu. Rồi, chính thức ta hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Trời ngon lành, đúng rồi. Đúng rồi, y vậy luôn. Cái này để tay đâu? Để đây. Để eo nè. Để lên. Để đây. Đó cũng được, để đó cũng được. Để lên nó cho thấy cũng được. Ôm eo không thấy.
Để lên trên lại coi. Ôm đây, ôm đây. Đó. Không, để lên dai như nãy kìa. Để dai giống khoác dai bạn nhậu. Giống bạn nhậu. Giống bạn nhậu. Đâu nãy để sao đâu Hiền. Hồi nãy là để như vậy nè. Đó, để vậy đi, để y nguyên vậy. Nha. Rồi. Lý do tại sao em chần chờ chút xíu mới bấm vậy hả? Thì em cũng đang muốn đánh đo xem là có nên bấm hay không. Rồi cuối cùng em quyết định bấm tại sao? Em quyết định bấm là em sẽ cho bạn trai cơ hội. Hiền thấy vui không? Vui chứ anh. Hả? Vui chứ. Vui đúng không? Còn tôi bị khẩu trang đi về đấy. Nãy nói thấy thương lắm. Nếu không bấm chắc đeo khẩu trang đi về hả? Rồi, một nụ hôn đầu tiên. Ở đây? Không. Chương trình này là từ đó giờ hơn chục năm rồi vậy đó. Bấm nút là phải hôn nhau đó. Ôi ơi. Trời trời, gian gió quá trời. Không được. Ở đây bao nhiêu người ngồi đây nè. Không có che cái tay được. Mình trai tân mà làm bình tĩnh cái nào. Chuẩn bị nào làm thiệt coi. Thấy hạnh phúc không? Ok. Có thích người này làm vợ mình không? Có chứ, có mấy bóng chứ. Ôm thấy đã không? Hả? Giống phát tay giống bạn. Không mà nãy giờ hôn thấy đã không? Hả? Bao lâu chưa hôn gái? Chắc khoảng chừng 2 năm rồi. Giờ hôn lại thấy sao? Thấy cũng nói chung là nó khó tả lắm. Diễn tả bằng từ ngữ Việt Nam không đủ đâu. Tả bằng tiếng Anh thử rồi. Không có, Việt Nam, tiếng Anh là càng cạn kiệt nữa rồi. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Em đi về là em đi xe hay là đi thế nào? Em đi với bạn. Thôi anh chở em về. Thấy chưa? Anh chở em về kìa. Cho bạn đi một mình luôn đi. Bạn em về Biên Hòa. Vậy em ké qua Biên Hòa anh chở em về. Giữ dầu thơm. Hả? Ta chở về kìa, ta đòi chở về kìa. Đây phần quà Ambity gửi tặng các bạn. Dạ, em cảm ơn. Đây là mặt nạ Lululun, thương hiệu mặt nạ số 1 tại Nhật Bản, xin được gửi tặng cho nhà gái. Dạ. Em gấu của nhà trai. Dạ vâng. Rồi, tỏ về ôm đi. Như đang ôm ổng vậy đó. Thật ra thì anh biết rằng em cũng có nhiều suy nghĩ ha. Yeah. Em thì giỏi giang bởi vì một người mẹ mà nuôi hai đứa con trai 9 tuổi, 15 tuổi thì cũng rất là giỏi rồi đó. Nhưng nếu mà thật tình mà thấy rằng mình chàng trai này... Nghĩa là chưa đạt tiêu chuẩn của em nên em cho bạn trai cơ hội. Đúng rồi. Để tìm hiểu. Em giúp bạn trai tại nhiều hơn. Tại vì nhiều lúc là mình gặp một chốc một lát mình chưa thể hiểu hết một con người. Nên đây em cho anh cơ hội chứ còn thực tế là tiêu chuẩn những gì anh nói thì chưa đạt. Chưa đạt đúng không? Chưa đạt. Mới có 50% hả? Đó. Thôi, thì có em được phần trăm nào là hay phần trăm nên nào? Nên là đến với em là phải cố gắng. Đến với Hà là phải cố gắng nha Hiền. Nghĩa là anh phải cố gắng đó. Dạ, dạ, dạ. Đại diện nhà trai cảm ơn Hà. Hỗ trợ Hiền để chúng ta nắm chặt tay nhau. Nha. Rồi cố gắng lên. Nào, xuống dưới kia hôn tiếp. Dạ. Nắm tay Hà đi. Nắm tay vô. Dắt tay, nắm tay chặt vô. Nắm tay vô. Trời ơi, nắm tay rồi vô. Mời qua, nhà gái tôi rất đẹp ạ. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Nhà trai tôi chẳng có chứ. Trời ơi trời. Dạ, không cho chú lên ạ. Dễ thương, sáng như trăng rằm á. Hình nền hơi bị ngon luôn. Đúng rồi, một cô gái xinh xắn ha. Tươi thắng, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan chỉ khen quá trời đất rồi. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hoài Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ tham gia chương trình. Chào tất cả các quý khán giả. Con tên là Nguyễn Bá Long. Sinh năm năm nay 27 tuổi. Hiện đang là sĩ quan tàu biển. Rất vui được tham gia chương trình ngày hôm nay. Bá Long làm sĩ quan tàu biển hả? Dạ vâng. Là tức là mình là quản lý tàu hay là sao? Không, con đang làm công tác là điều khiển những cái thiết bị trên tàu để cho tàu nó đi. Kỹ thuật rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Mình đi tàu ở đâu? Dạ đi các nước ở châu Âu. Châu Á Âu, nhưng mà tàu là nó đóng đâu, cơ quan mình đóng ở đâu? Cái đầu tàu này thì quản lý là công ty của nước ngoài, nhưng mà ở đây cũng có một cái công ty trung gian nó quản lý. Thì con suốt ngày là trên tàu hả? Dạ vâng, một lần con đi công tác như vậy là tầm 4-5 tháng. Ôi. Rồi ở nhà được mấy tháng? Cái đó tùy mình.
Vì khi mình về mình ở nhanh 2-3 tháng hoặc là mình ở lâu hơn 4-5 tháng. Tùy theo theo cái đăng ký của mình. Với lại cũng tùy theo công ty, đôi khi công ty nó muốn mình đi lại nhanh thì có thể là lúc đó mình phải... Gia đình Long là ở đâu? Dạ, hiện nay con đang ở bên Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và ở với ai? Còn ở với mẹ, với em trai. À. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi cơ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào chú Hoàng Linh và tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Ngân, năm nay em 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng, quê quán em ở Bình Định ạ. Ở lộn, Phú Yên. Phú Yên. Vâng. Em đang ở quận mấy? Em đang ở quận 3. À. Cô gái bên này là ở quận 3, quê quán ở Phú Yên, làm nhân viên văn phòng. Trời ơi, chàng trai bên kia đi công tác một cái là 4-5 tháng lần đó, tôi đang lo lắng quá nè. 4-5 tháng nhưng mà ta về ở nhà cũng 4-5 tháng luôn. Đó. Nhiều khi người ta quyết định đi hay không mà. Đâu phải là mình đi suốt một năm trời luôn đâu, đúng không Long? Dạ đúng rồi. Long, điểm mạnh, điểm yếu của Long là gì? À, cái điểm mạnh của con là như là trong mối quan hệ con biết quan tâm với đối phương. Đặc biệt là trong tình cảm như là mình để ý từng cái chút một, ví dụ như người đó có cái chuyện gì không hay gì đó, mình nhìn qua mình biết qua cái thái độ, qua cái cách nói chuyện hoặc là qua cái biểu hiện mình biết. Chức vụ của Long giờ là gì rồi? Dạ, con là sĩ quan ở trên tàu. Sĩ quan nhưng mà có chức vụ gì không? Trên tàu con nó gọi là, trong cái chuyên môn gọi là phó ba, là sĩ quan bậc một. À, sĩ quan bậc một thì thêm hai bậc nữa là tới thuyền trưởng. À dạ. Thêm rồi. Hai bậc nữa là tới gì? Thuyền trưởng. Wow. Chuẩn bị hai bậc nó lên thuyền trưởng đó. Thuyền trưởng nó có thể chở vợ đi được đó. Thôi, à, mời nhà gái. Ưu điểm của mình là gì cơ? À, vâng ạ. Thì em là dân tài chính, kế toán. Thì ưu điểm của em là nhạy về những con số. Em tính toán nhanh. Em quản lý chi tiêu tốt và có thể... đầu tư tiền nhàn rỗi vào những kênh có thể kiếm tiền thụ động. Tất nhiên là sẽ chịu rủi ro một phần nào đó. Ưu điểm và em là một người khá độc lập ạ. Em nói được làm được và em nhất quán giữa lời nói và hành động. Nên là không có cái chuyện là cứ 2-3 tháng bạn em sẽ nghe là chia tay đi. 2-3 tháng nghe chia tay đi. Với em thì chia tay là chia tay luôn. Một đi không chứ trở không lại. Không có hồn phải không? Đúng rồi. Ừ. Rồi. Khuyết điểm. Dạ. Khuyết điểm của em thì về nữ công gia chánh thì em điểm liệt. Điểm liệt. Vâng. Với em cũng khá là hiền lành và rụt rè á. Nói chung là cái EQ của em hơi thấp nên em ứng xử với mọi người không có tinh tế lắm. Em không có rào trước đón sau, có cái gì thì em nói luôn. Vâng. Có gì nói đó, không có rào trước đón sau. Dạ. Trời ơi, cái đó là ưu điểm chứ sao khuyết điểm được. Long có mấy mối tình rồi Long? Dạ, từ đó tới giờ chính thức là 3 mối tình. Chính thức 3 mối tình hả? Trời ơi, ổng đi biển 4-5 tháng không mới về một lần mà ổng 3 mối tình rồi đó. Đó. Không, thời đại học. Đại học là 2. Mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình gần đây nhất. Mấy năm? Là... chính thức là 1 năm. Chính thức 1 năm. À, nên sao chia tay? Nói chung là giống như là con nhìn hai đứa có một vài cái điểm mà để về sau này về cưới á thì ở chung với nhau nó sẽ không có hợp. Chứ có khi nào bạn gái nó là Long đi nhiều quá không có quan tâm chăm sóc bạn gái không? Không. Cái vấn đề đó là không có. Mình đi mình vẫn quan tâm chăm sóc. Nói chung là con cái chuyện đó con biết nên con cũng tâm lý cái chuyện đó nên không có vấn đề với bạn gái về cái chuyện đó. Rồi. 3 mối tình đó, bên kia thì sao? Rồi. Tình trường của mình sao nè? Dạ, tình trường của em thì em chỉ là quen biết thôi chứ em cũng chưa có mở lòng hẳn với ai nên em chưa biết cảm giác, chưa có ai mang lại cái cảm giác yêu thật sự cho em. Tức là em chỉ mới tìm hiểu thôi rồi em chia tay. Không hợp là chia tay luôn. Vâng. À, chưa gắn kết với ai hả? Dạ, tại vì em cũng khó, khó mở lòng. Khó làm sao? Nói chị nghe coi. Thì em khó chia sẻ, khó mở lòng, em sống khá là riêng tư. Mình có bồ, mình phải chia sẻ với bồ mình chứ. Mình muốn bồ mình chia sẻ mọi chuyện với mình thì mình phải chia sẻ với người ta chứ. Thì vậy nên em cần một người tâm lý và kiên nhẫn.
có nhiều câu chuyện để em dễ cởi lòng, mở lòng hơn. À, tức là muốn em mở lòng thì người ta phải khui. Vâng. Đúng không? Em không có rồi tự... cái tiêu chí của em là vậy đó. Vâng. Rồi còn gì nữa không? Tiêu chí còn gì nữa không? À, tiêu chí thì... thích người sao? Về ngoại hình thì bạn nam cũng dễ nhìn. Em thích đẹp trai, ai mà không thích đẹp chứ. Vâng, cao 1m7. Cách tập thể dục khỏe khoắn, em thích người ốm mập cũng được nhưng mà khỏe khoắn thì được. Dân đi biển là khỏe lắm. Vâng. Rồi cái đó là ngoại hình ha. Thì về có trí thông minh, hiểu biết nhiều, để có cái gì đó em thắc mắc trong cuộc sống thì anh em có thể giải đáp cho em. Có điều gì em không thích ở đàn ông? Em không thích người hút thuốc, gia trưởng, keo, nói nhiều, nổ. Tại vì em nghĩ là người hay nói nhiều thì thường làm không có hay. Vậy hả? Yeah. Rồi, chị sẽ qua chị nghía nhà trai coi sao. Chào anh siêu, chỗ đẹp trai quá. Đây là đẹp trai hôm nay. Em muốn mở rào ra em qua bấm nút luôn không? Trai lắm. Khỏe hả chị? Đẹp trai, dân biển mạnh khỏe lắm. Để mạnh coi có thuốc luôn. Sao? Mạnh khỏe, yên tâm. Tiêu chuẩn này đưa qua đây đáp ứng gần như... Nhà còn anh trai không? Dạ không, em là anh lớn nhất. Anh lớn nhất dạ, vậy thôi. Còn hai mấy anh em nữa. Thôi em thì nhỏ quá. Có hút thuốc không? Dạ không, không hút thuốc. Có gia trưởng không? Không, cái đó là không. Có keo không? Không, em thoải mái, tin em thoải mái. Ủa dù... sao cái gì cũng tốt hết trơn vậy? Không đó, mình cũng... mà hoàn hảo vậy? Không, có, mình cũng có khuyết điểm. Thì ví dụ nhiều khi trong quá trình mà quen nhau có mâu thuẫn, đôi khi mình cũng không có kiên nhẫn lắm. Giống như là mình ví dụ mình hay mình nói nhanh á, mình không có kiên nhẫn để mình trao đổi với lại cái bạn nữ đứng cùng á, ví dụ vậy. Nhưng mà mình chỉ muốn nói thôi chứ mình không muốn nghe. Bạn vẫn nghe nhưng mà ví dụ như mâu thuẫn nó chưa giải quyết cứ để đó. Thôi kệ. Cái một mâu thuẫn khác nó xảy ra, ví dụ vậy, mình không có đủ kiên nhẫn để mình giải quyết nó triệt để cái mâu thuẫn. Bên kia người ta thích nghe lắm đó. Mình cái này khuyết điểm này mình thay đổi được đúng không? Mình nhưng mà nếu như mà không có mâu thuẫn thì em nói chuyện lúc nào cũng nói thoải mái. Nhưng mà cơ bản là hai nói bạn chung là điều chỉnh cái lúc mà mâu thuẫn rồi. Em đã trải qua 3 mối tình rồi thì chị nghĩ là em biết cái gì em cần làm ở cái mối tình kế tiếp này đúng không? Trời đẹp trai quá. Mời qua nhà gái tôi rất đẹp ạ. À. Tôi khen là tôi khen vậy thôi. Ê, nhà trai tôi chẳng chút xíu. Trời ơi trời. Dạ. Không cho chú lên ạ. Dễ thương sáng như trăng rằm á. Hình nền hơi bị ngon. Luôn. Đúng rồi. Một cô gái xinh xắn ha, tươi thắn, nhìn rất là có duyên luôn. Bây giờ nãy giờ nghe chàng trai bên kia thấy chị Lan cái khen quá trời đất rồi. Dạ. Khỏe rồi ha. Đúng dạ. Đối tượng luôn rồi đó. Còn mình á là mình và đang tưởng tượng một người yêu mình như thế nào? Tưởng tượng bây đang ảnh bệnh sao? Thì bây giờ thì cũng ngồi đây rồi, tưởng tượng cũng đâu có ích gì đâu chú. À, không ích gì thế hả? Vâng, thì... Nhưng mà một hoàng tử của mình trong mơ như thế nào? Thì ta nói là mét 7. Em là, người, thì, em là người thực tế, cũng ít mơ mộng lắm. Mơ kiểu mộng. Thì nó có 5 phút nữa là biết rồi, cần gì mơ nữa chú. Không có mơ đúng không? Vâng. Rồi chúc mới gặp rồi. Bây giờ mình không thích điều gì đàn ông nào? Vâng. Người ta nói không có nghe, không có nghe một cái gì luôn á. Gần như nãy giờ là nó không nghe được cái gì luôn. Không hút thuốc nè, không keo nè. Không gia trưởng. Không gia trưởng nè. Dạ, tôi không biết nha. Không nhiều chuyện nè. Sĩ quan là gia trưởng lắm á, quyết đoán như lắm luôn á. Vâng. Này con cũng không thích nổ nữa. Có nổ không? Nổ ở tay xích mộng lẽ nhà tao có em nổ lắm cũng kỳ. Tôi hỏi là tôi lấy tôi vô gì rồi. Nhưng mà là ví dụ đi 5-6 tháng đó thì sao, có lo lắng không? Sau khi do dự cái là chị bấm nút liền á chị nói. Nhưng... chị bất chấp á, chị lái máy bay liền đó hả? Thì như em chia sẻ thì em cũng chưa có kinh nghiệm gì nên kinh nghiệm quá trình yêu đương thì em cũng chưa biết cảm giác, không biết đi năm tháng thì như thế nào. Tại vì em chỉ quen thôi, hợp quen cũng người đó chưa có cho em cảm giác yêu á, thì không biết yêu rồi chia rồi năm tháng thì sao. Chị thấy là đi mà 4-5 tháng vậy là hợp với chị lắm.
Chị tranh thủ lúc đó chị đi quay phim là cũng bận biểu vậy. 4 năm tháng buồn lắm đó, thiếu sự quan tâm chăm sóc là cũng mệt lắm á. 4 năm tháng không biết đi chơi đâu đó. Hả? Cô đơn đó với những người mà chưa biết yêu như em là sẽ cầm lắm đó. Thôi bây giờ là mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đang đi một mình ạ. Một mình để chị Lan lo. Dạ em đi với mẹ với em trai. Lan gọi mẹ. Nhìn hình nền là biết rồi không? Nhìn hình nền là đoán được rồi. Thế em trai con chào chưa? Cô em trai cao dạ. Chưa kính chào Huyền Linh tài năng. À, cô Ngọc Lan là xinh đẹp. Dạ con chào cô. Kính chào quý vị khán giả ở đây. Thì theo mẹ nhìn thấy á, thì bé này nhìn thấy cũng xinh xắn thật thà. Thì nếu mà hai con á, thấy có cảm tình duyên nợ thì bấm nút. Thì theo ý mẹ thì mẹ được đó. Thì con thấy được á, thì con nhấn nút. Thì nếu mà bé này thì á, con của Long, con của cô á, nó đi xa chút đỉnh thôi, chứ còn một thời gian thì nó cũng sẽ làm tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải đi làm xa hoài. Đó, nó chỉ làm thời gian ngắn để có một số tiền. Đó, thì Long thì nó rất là sống rất là tình cảm, thật thà. Hút thuốc, uống rượu thì không có. Sống rất là cô rèn, nó rất là tốt, nó biết rửa chén, nấu cơm nữa. Cho nên về việc đó con cứ yên tâm. Vấn đề đi xa chút xíu thôi, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi con à. Đó, nếu mà con cảm thấy mà đủ duyên á, thì hai đứa bấm nút cho nhau cơ hội vậy đó. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Mở rào. Tôi cảnh báo với cô không bấm nút là nguyên một vàng con gái rồi vậy nó nhào lên đó. Anh em. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em nha. Đây chị cầm quà cho. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ em chào anh ạ. Chào Ngân, hồi nãy anh có nghe em nói đó thì nói chung là cái em đang ở quận 3 đúng không? Dạ. Nói chung là về cái địa lý thì cũng khoảng cách qua lại thì cũng gần nhà anh, không vấn đề. Anh là người thành phố Hồ Chí Minh hả? Tại nãy em nghe không có rõ. Anh ở thành phố luôn, anh sinh ra ở đây luôn. Vâng. Nói chung nãy giờ nghe giọng em cũng nhỏ nhẹ, cũng nói chung là anh thích con gái nói chuyện nhỏ nhẹ, vui vẻ, thoải mái vậy. Thế anh đi biển đó kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi anh? Anh tốt nghiệp 2018 tới giờ là cũng 3 năm mấy. Tốt nghiệp trường gì là đi sĩ quan vậy anh, em không rành lắm á. Anh học ở bên giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong Nam thì cái trường đấy chuyên đào tạo về cái ngành của anh. Thế trong 3 năm đó anh có trải qua cái thất bại nào không? Có, cũng có. Thất bại trong tình cảm này. Thứ hai là công việc mình cũng có những cái khó khăn ban đầu. Anh giải quyết cái đương đầu với thất bại đó như thế nào? Ví dụ như công việc đi, lúc đầu cũng khó khăn đó. Cũng cái thời điểm mới lên tàu thì anh cũng say sóng này, cũng mệt. Lúc đó mình không có khỏe như bây giờ, mình yếu hơn. Thì lúc đó mình cũng có những cái thoáng lên đầu mình muốn đổi cái nghề khác. Nhưng mà thời gian sau thì anh điều chỉnh lại cái anh làm tới giờ. Nói chung nghề anh thì cũng có cái sóng gió khó khăn. Anh trải qua được mấy cái đó thì cuộc sống nó cũng giúp cho anh cái tính cách anh nó mạnh mẽ hơn. Nó điềm đạm hơn. Có thất bại chắc cũng phải thành công anh ha. Đúng rồi. Sau những cái thất bại đó, trong khó khăn công việc của mình gặp những cái người sếp của mình, họ là ở nước khác, họ cũng rất là nóng tính, họ khó khăn với mình. Thì đó cũng những lúc mình cảm thấy là hơi, ngày xưa tính mình cũng hơi tự ái á, nên nhiều khi nó cũng kiên tranh với những lúc mà stress rất là nhiều. Nhưng mà sau tất cả thì anh cũng vượt qua được. Bây giờ anh cũng gắn bó với nghề. Dạ. Thì nói chung thì nãy anh cũng chia sẻ là đi khoảng 4 năm tháng thì nó cũng cũng nói chung là cái nghề anh cái thời gian nó hơi đặc thù. Nó cũng hơi kén cái đối tượng nữ một tí. Đó. Anh còn mấy năm nữa để lên chức đó hả? Em không có rành ngành bên ngành đó, em bên tài chính. Cô anh nếu như lên vị trí tiếp theo thì nếu như nhanh thì khoảng 1 năm nữa anh được. Còn nếu như chậm thì có thể 2 năm. Lên thuyền trưởng là đi còn nhiều nữa đó.
không thuyền trưởng vẫn đi như vậy đúng không? Không, vẫn đi thời gian như vậy. Không, không thuyền trưởng là ôm tàu ngủ luôn, có điều lương nó cao hơn thôi. Ngon. Thì nó như mà anh với em có duyên mà mình làm quen được á, thì chuyện hôn nhân thì ví dụ 6 tháng đổ lại thôi, nếu như tìm hiểu mà nhiều cái hợp để sống với nhau vợ chồng thì có thể là trong vòng nửa năm thì có thể kết hôn. Nói chung nhà anh thì ở đây, ví dụ sau này mà kết hôn thì ở với lại chung với lại nhà của anh. Nhà của anh thì không có đông người, cũng thoải mái thôi, mẹ em trai anh thoải mái, không vấn đề thì đó. Tức là ba mẹ hối anh kết hôn hả? Ba mẹ đâu, có mẹ không à? Không, ý anh là mẹ là hối, nhưng mà ý anh là cái việc kết hôn bây giờ tuổi này thì nói chung là anh trao đổi với em vậy đó, ý là thời gian nhanh mình có thể kết hôn thì cái đó, còn nếu như mình muốn tìm hiểu thêm thì có thể một năm hoặc là hơn một năm không vấn đề. Mà ý anh nếu như mình thật lòng, mình hợp với nhau nhiều quá thì nửa năm anh nghĩ là cũng kết hôn được, không vấn đề. Bây giờ hẹn hò làm sao nè, hai đứa tính đi. Bạn này đang trong thời gian nghỉ đúng không? Dạ đúng, em đang nghỉ. Em còn nghỉ được bao lâu? Chắc tầm khoảng tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi hả? Yeah. Vậy thì trong vòng một tháng rưỡi đó hãy ráo riết, siết sao, chạy thật nhanh để rút ngắn cái khoảng thời gian hẹn hò lại, bù đắp cho cái khoảng thời gian sau một tháng rưỡi là em sẽ phải đi đó. Dạ vâng. Được không? Thì nói chung là em hiểu. Nói chung là bây giờ em là 25 đúng không? Anh 27. Anh 27 thì tuổi của anh cũng lớn hơn em. Nói chung là với lại thứ hai là anh cũng có trải qua những cái mối tình trước. Anh cũng có đúc kết nhiều kinh nghiệm cho mình về cái vấn đề quen nhau. Nếu như mà sau chương trình này mình có duyên mình quen nhau thì anh sẽ giống như là thể hiện cái tình cảm của mình với lại quan tâm em là nó nhanh nhất có thể. Tức là mình không qua cái độ tuổi ngày xưa rồi, đại học với phổ thông rồi, nó không còn trẻ tuổi như ngày xưa, nên mình không mất thời gian cho những cái chuyện lặt vặt nữa. Nói chung cô gái này chưa yêu, cô gái này chưa yêu. Không, chưa yêu thì em cũng có cách để em chia sẻ. Đúng rồi, cô gái này tìm hiểu mấy người thôi chứ cũng chưa có tình cảm gì với ai hết. Giờ là có chương trình dạy yêu đó. Đó. Long cố gắng dạy yêu nha. Rồi bây giờ Long tới hát bài tặng cô gái đi. Dạ, đến chương trình thì xin anh tặng em bài hát tiếng Anh. Tên bài hát là I Lay My Love On You. Tiếng Việt dịch nôm na là anh dành trọn cái tình cảm này cho em. Hát một chút xíu thôi, không có thuộc lời gì. Hát cái điệp khúc thôi. Bước tới nắm tay cô gái vậy Long. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát. Mình đứng đây, hát thẳng lưng lên nè, thẳng lưng lên sĩ quan. Thẳng thớm lên. I lay my love on you. It's all I want I do. Every time I kiss, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love. Walk right through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Nói chung là thì gặp em lần đầu thì anh cũng có cái ấn tượng về cái ngoại hình của em, cũng xinh xắn dễ thương. Thì nhiều khi anh đi làm thì nhiều khi cái công việc ảnh hưởng đến tính cách của anh chút xíu, là nhiều khi mình nói chuyện nó hơi nghiêm túc, nhưng mà khi mà trao đổi bên nhau rồi đó thì nói chung là anh sẽ có những cái lúc ngọt ngào khác nhau như vậy. Em hát dở quá nên em không thể hát tặng là anh được, thông cảm. Sao đâu, em nghe anh hát là được rồi. Vâng. Hai bạn chưa có nắm tay nhau luôn á. Cảm giác của em gái sao, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ. Cảm giác của tại mình bây giờ đối em hồi hộp quá. Hả? Em chỉ hồi hộp thôi à. Hồi hộp hả? Thì cảm giác người làm với nhau thì đương nhiên cảm giác ngại ngùng rồi anh. Gặp tôi sẽ trả lời tại đẹp trai quá cho nên giờ không biết nói gì. Thôi bây giờ để tay nút bấm bạc. Bên tay trái là Long. Em trai nó còn rành nữa kìa. Rồi, nào. Thôi hai bạn này chắc không cần phải cho thời gian để suy nghĩ đâu.
Dạ. Đùa chứ những cái giây phút vừa rồi cả chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh đã nói rất là nhiều để cho hai bạn dễ hiểu nhau hơn. Tuy là thời gian nó rất là ít, nhưng mà ít nhiều gì thì hai bạn cũng có thể sơ sơ về cái tính cách của nhau để coi coi mình có hợp để mà tìm hiểu nhau hay không. Thì bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ và quyết định, và phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì chị Ngọc Lan sẽ đếm và hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Rồi, chúc mừng. Bây giờ... Trời ơi, bắt tay giống như đối tác vậy. Ờ, em quên rồi. Dạ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Nắm tay nhẹ nhàng. Tay này. Chúng ta là người hẹn hò với nhau. Anh em để quay em vậy được. Đó, đó, ừ, đó, vậy đi. Cảm giác sao dạ, bạn? Em thấy cũng vui. Nói chung là tại em cũng không phải lần đầu tiên mình nói chuyện với đám đông ấy, nên em thấy cũng thoải mái. Nhưng mà gặp em thì lâu rồi, cũng hơn 1.5 năm rồi. Anh mới có dịp có cơ hội để anh quen lại một cái người mới. Dạ, vâng ạ, em rất ngại. Mà chung bạn ấy nhìn cô gái rất là triều mến nha mọi người. Em ơi, em phải cố gắng. Phải cố gắng, hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Chàng trai này hãy cố gắng cái khoảng thời gian mà mình được nghỉ công tác, mình sẽ bù đắp cho bạn gái trong cái khoảng thời gian mà mình đi. Còn cô gái, em chưa có kinh nghiệm trong cái vấn đề yêu đương, nhưng mà chị nghĩ tất cả những cái đó không cần phải học. Nó phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Và em nghĩ cái gì em phải nói cái đó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giới hạn, có cái mức độ của nó. Hiểu ý chị nói không? Mình đừng nhõng nhẽo quá mức có thể, nhưng mà mình cũng đừng quá cứng nhắc, mình cũng đừng quá mạnh mẽ. Hãy nhõng nhẽo, hãy yếu đuối đúng lúc. Nghe dạ, không? Dạ, vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Dễ thương quá, cái cặp này đẹp quá mọi người ơi. Những phần quà dành cho các bạn. Đẹp đôi ha cô ha. Cô đẹp đây, đôi. Đây sản phẩm Amity dành gửi tặng cho các bạn nha. Dạ, con hay đi chùa thôi chứ con chưa có theo, chưa có quy y ạ. Ông bà cũng theo không tục giáo, nhưng mà con hay đi chùa để cho lòng an yên thôi. Dạ. Rồi. Được ha cô hả? Dạ, hai bạn đẹp quá trời. Đây là bộ son do Thép Vina Kway gửi tặng cho bạn gái. Dạ. Còn em trai có bồ chưa? Rồi, lên đây luôn. Ủa đây, đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Ôi, quạt máy Toshiba gửi tặng các bạn. Món quà này giữ lấy nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Được. Dạ, hôm nay đến với chương trình là rất có duyên, rất là có duyên cũng như là để gặp Ngân ở đây. Và cũng rất là cảm ơn chương trình luôn luôn tạo điều kiện cho các bạn nam và nữ trên khắp cả nước có cơ hội để gặp nhau. Và cũng xin cảm ơn chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, cũng như tất cả các quý vị khán giả ở đây, cũng như tất cả các ekip chương trình đã tạo nên một cái chương trình rất là hay và rất là thú vị. Xin cảm ơn. Cảm ơn em. Chúc mừng hai bạn.